Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình hội tụ gió trên mực 5.000m tại khu vực vùng núi Bắc Bộ như tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang vẫn tiếp tục diễn ra những cơn mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Với miền Trung, rãnh áp thấp nâng trục dần lên cũng khiến cho vùng mưa của miền Trung mở rộng ngược lên từ khu vực Đà Nẵng. Dự báo dọc từ Đà Nẵng tới Bình Thuận trong chiều và tối nay sẽ có mưa, cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to và dông mạnh. Do mưa mở rộng nên nền nhiệt tại đây giảm, chỉ dao động quanh mức từ 31-33 độ. Còn ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cường độ nắng có xu hướng giảm đáng kể nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hầu hết đều thấp dưới 35 độ. Lui xuống phía Nam, dưới tác động của rãnh áp thấp trục từ 14-17 độ Vĩ Bắc cộng thêm ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh lên, vì thế mà mưa dông vẫn duy trì nhiều nơi tại khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó Tây Nguyên và các tỉnh miền Đông Nam Bộ là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Sau đây là tin áp thấp trên Biển Đông. Hồi 5 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 116,4 độ Kinh Đông trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp ít di chuyển và không có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp, ở khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngoài ra thì hiện nay một vùng áp thấp đã hình thành ở ngoài khơi xa Tây Bắc Thái Bình Dương và mang mã hiệu là 98W. Vị trí mới nhất của áp thấp hiện ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc, 133,4 độ Kinh Đông. Dự báo vùng thấp này có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới và có tên quốc tế là Infa. Hiện nay các trung tâm khí tượng uy tín trên thế giới đều đưa ra dự báo bão Infa sẽ có thể mạnh lên thành siêu bão thứ hai trong năm 2021. Rất may mắn là siêu bão này ít có khả năng di chuyển vào Biển Đông và dự kiến đổ bộ vào miền đông của Trung Quốc. Tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nam đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, giữa chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ
có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4, Nam Vịnh Bắc Bộ. Có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía Nam gió Tây Nam cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.